Thưa bác. Dạ. Dạ. Chào bác. Thưa bác. Ừ. Ngồi đi. Dạ. Dạ. À, bữa nay đó tôi muốn gặp hết mấy cậu. Ủa sao cái cậu kia đi đâu mà không vô đây? À, dạ không sao đâu bác, để nó đứng ngoài cũng được, không sao đâu. Ê, con thì có con đứa mà tới 2-3 người muốn làm rể. Tôi cái tính tôi thích nó công bằng, cho nên là tôi muốn mấy cậu phải qua một cuộc sát hạch của tôi, nói chung là một cuộc thi. À, cái cuộc thi đó đơn giản thôi, nó gồm có 3 phần. Cái phần đầu đó thì tôi dân quê mà, với lại nhà tôi là ngày xưa là chuyên bán buôn, cho nên là phần thi đầu tiên sẽ là phần thi mần gà. Hả? Tía, cậu có gì thắc mắc hả? Dạ không ạ. Dạ không. Trong một thời gian tôi quy định, chết, nếu ai mần đâu xong con gà nhanh gọn lẹ đẹp thì người đó sẽ thắng. Và những đề thi khác tôi sẽ thông báo các cậu sau. Tía ơi tía, có những người người ta đâu dám cắt cổ gà đâu tía. Nếu không cắt được coi như thua. Tía, cái đề khó quá, mình cắt cái khác được không tía? Tía, cắt cổ mày hả? Đang nói chen vô. Bây giờ trong 3 phần thi đó, cứ thể ai thắng 2 phần là người đó lấy. Lấy gì bác? Lấy vợ chứ lấy gì? Lại lấy tao. Bây giờ ai có ý kiến gì không? Dạ giờ dụng cụ với lại gà là tự mang tới hả bác? Không cần, cứ dắt em thầy không tới đây. Ở đây nhà tôi lo hết. À, dạ. Đúng 8 giờ sáng có mặt. Trễ 1 phút coi như bỏ cuộc. Được chưa? Dạ. Tất cả đã nghe rõ chưa? Dạ nghe rõ. Dạ, rõ. Nếu rõ rồi, giải tán cuộc họp hết. Vậy là mình chơi gà trung gian á. Đi về rồi bàn tiếp. Đi. Cái vụ này căng rồi nè. Yên tâm đi về được tí mày. Dạ. Dạ. Thưa bác, con về.